nhằm hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong đợt 1 năm 2021, ngành nông nghiệp đã triển khai hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò, nghiệm thu về các dự án liên kết chuỗi và hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa và đặc sản hữu cơ. 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ việc cải tạo đàn trâu bò thông qua việc thụ tinh nhân tạo được gần 2.000 liều. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn triển khai và nghiệm thu các dự án phát triển chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà đồi Trấn Yên. Ngoài ra còn phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo hướng dẫn đơn vị chủ trì dự án và các bên tham gia liên kết triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư phát triển sản xuất theo thuyết minh được phê duyệt.